Hey, hôm nay mình sẽ đi qua cái vấn đề gì mọi người biết không? Là cách làm sao chuẩn bị cái gì trước khi mình đi mua building, là commercial, những cái trung tâm thương mại, retail, những cái cho thuê mặt bằng hay là những cái warehouse, những cái nhà kho hay là bất kỳ cái apartment từ 5 unit trở lên, you know. So, hôm nay mình sẽ đi chi tiết cái phần này. Trước khi đi vào chi tiết, Trinh sẽ giới thiệu cho mọi người cái lãi suất hiện tại. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2022, thì cái lãi suất hiện tại nè, ba cái option khi đi vay, ok, tùy vào cái hồ sơ nào mọi người được qualify. Nếu mọi người đi vào cái đường là vay ngân hàng thì cái lãi suất của ngân hàng hiện tại là 4.5 đến 6%, ok. And then nếu mà mọi người không có qualify, thu nhập thấp hay là điểm credit không qualify mà mọi người đi cái chương trình là private lender mà dạng 30 năm á, long term á, ok, thì cái lãi suất hiện tại là 6 đến 8% tùy. Ok, trên sẽ phân tích là tại sao 6 và tại sao 8. Ok, thì có nhiều cái vấn đề. Hoặc là phải đi cái con đường là Harmony. Nếu mà cả hai cái option trên đây mình không đủ điều kiện để vay thì mọi người phải đi vào cái con đường hard money, ok, là cái hồ sơ hard money thì từ 8 đến 12%, nó hơi cao nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó. Và vấn đề của mình là làm sao mình phải hiểu một cách thông suốt là trước khi mình apply, trước khi mình xin cái hồ sơ đó, ok. Rồi mua building ha, có hai điểm rất là quan trọng, nó không đơn giản như là mua một cái nhà, ok, nên Trinh dặn hơi kỹ. Có hai phần, phần thứ nhất là bổn phận của người đi bán cái building đó, cái điểm thứ hai là cái bổn phận của người đi mua, là cái người vay tiền, ok. Người bán cái building đó phải cung cấp hai cái này, không có hai cái này chúng tôi không có làm việc, ok, lender không làm việc, ngân hàng không làm việc. Nếu mà mọi người xem video và có một cái ý định là tôi sẽ đi mua cái building, có ý định là tôi sẽ đi mua một cái apartment hay là cái gì đó về commercial properties, ok, thì mọi người trước khi make an offer hoặc anything, ok, thứ nhất phải đi lấy cái pre-approval letter. Cái điểm thứ hai, song song với hai cái điều đó rất quan trọng, là người agent bên bán, đại diện bán hoặc là seller phải cung cấp thứ nhất là cái rent roll, cái thứ hai là cái operating financial statement. Rent roll là cái gì? Là cái cho biết cái building đó có bao unit, mỗi unit có bao nhiêu square feet và mỗi tenant, tenant tên gì, tenant là người mướn cái unit ở trong cái một cái căn ở trong đó, thì cái tenant nó tên gì, người ta mướn từ ngày nào đến tháng nào, đúng không, và họ mướn bao nhiêu tiền, họ mướn bao nhiêu square feet, diện tích bao nhiêu mét vuông đó, cái rent roll nó chỉ rất rõ đó. Điểm thứ hai là cái operating financial statement, là cái giấy báo cáo về tài chính của cái building, là hàng tháng building này thu về bao nhiêu tiền, ok, rồi hàng tháng building này chi ra cái gì, tiền có thể là tiền property manager nè, đúng không, rồi tiền duy trì sửa chữa nè, rồi tiền điện, tiền nước, tiền rác nè, rồi tiền hư hại cái này cái kia, ví dụ như thế. Phải list ra hết, thu về 10 đồng trừ ra 6 đồng còn lại 4 đồng cho cái người đầu tư, cái người đi vay chứ, đúng không nào, thì nó mới make sense, ok. So hai cái giấy tờ này rất là quan trọng, giống như anh chị em đang mua một cái tiệm nail hoặc một cái nhà hàng, anh chị em phải biết cái nhà hàng này nó thu nhập nó làm sao, everything nó như thế nào rồi mình mới mua được chứ, đúng không. So nhớ là như vậy đó, seller phải cung cấp hai cái này, không có hai cái này không nói chuyện được. Rồi cái bổn phận của người đi mua là cái người đi vay á, thì họ sẽ chuẩn bị cái này, bốn cái điểm rất quan trọng nhá. Điểm thứ nhất, điểm credit. Credit mà bình thường mà tối thiểu là 700, nhưng mà 780 trở lên thì càng tốt, nhớ. Điểm thứ hai là ít nhất về investment, với mục đích là mua để đầu tư thì mọi người phải chuẩn bị ít nhất là 25% down, ít nhất thôi, còn 25, 35, 45, 55, 65% down yêu cầu từ lender, thì trên sẽ có những cái video khác để chỉ cho mọi người tại sao và mình cần phải chuẩn bị những cái gì, nhưng mà tối thiểu là 25. Nó có nhiều người nói trên ơi anh down 20% được không, không nhá. Còn nếu được thì nó phải là một cái loại loan khác, chứ nó không phải là commercial real estate loan nữa, ok, nó phải là loại loan khác và nó có nhiều cái requirement khác, nó nhiều yêu cầu khác, đòi hỏi khác từ lender, ok. Điểm thứ ba là chuẩn bị giấy thuế, thuế thu nhập, ok, tax return ít nhất là 2 năm. Còn nếu anh chị em mua với mục đích là đã tới thu tiền thôi,
đã có sẵn tenant occupied rồi, sẵn người mướn rồi 100%, và mình tôi chỉ mua là tôi collect tiền mỗi tháng, tiền rent mỗi tháng, tôi không có đụng đại gì hết trơn á, thì cái chương trình đó vẫn yêu cầu hoặc là không yêu cầu giấy thuế, nhưng nó gọi là no income check á mọi người, là không cần check giấy thuế mà vẫn mua được building, thì nó sẽ dùng cái rental income là cái nguồn tiền thu nhập từ cái việc là cho mướn đó, thì nó sẽ làm cái loan dựa trên cái số tiền thu nhập đó. Điểm thứ tư là bank statement. Trong lúc này không nên làm cái gì hết nha. Trong bank statement, những cái sao kê về những cái cục giao dịch của anh chị em không có những cái 5-10 ngàn mà deposit vô nè, tiền mặt nè, 5-10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn, đừng deposit gì hết trơn á ha. Và mình phải giữ lại tất cả những cái giấy tờ gì mà có liên quan tới những cái số tiền lớn đưa vào trong ngân hàng của mình, rất quan trọng nhé. Thì trên sẽ có nhiều cái video khác để nói về cái bank statement này next time. Ok, đây là những cái điểm mọi người cần phải chuẩn bị trước khi đi mua một cái building nào đó. Ok, so good luck. Nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì thì cứ gọi cho bên trên. Alright, thank you, bye bye.